Ui, ngọt. Chiều ấy tôi xịt em nó lên tay. Không, sáng nay chứ. Giờ tôi tắm xong rồi tôi vẫn thấy thoảng nhẹ mùi. Và đó là hiệu năng của hai em Scandal và Scandal Lip Parfum của nhà Jean Paul Gaultier. Và hãy cùng nhau xem mùi hương của nó sẽ phù hợp với phong cách và với cái khí hậu ra sao nha. Đầu tiên nhận xét một chút qua về phần ngoại hình thì các bạn có thể thấy rằng là em này nó có một cái thiết kế, tôi cũng không biết miêu tả như nào. Cá nhân tôi thì tôi không thích cái thiết kế này lắm. Cái phần thân thì ok, nhưng mà cái nắp thì cảm giác làm nó hơi bị màu mè, nó hơi bị sặc sỡ quá. Kiểu đây là vào kiểu một cái quán karaoke mà kiểu theo kiểu Ai Cập, kiểu vương miện hay là kiểu Anh Quốc ấy. Cái vương miện này nó y hệt cái vương miện của nữ hoàng Anh mà tôi nhìn thấy mấy lần này. Này, các ông thể nhìn thấy này. Thế luôn, tôi không thích cái thiết kế này cho lắm, nhưng mà tôi nghĩ là nhiều bạn trẻ sẽ khả năng thích cái thiết kế này. Hai con thì là hai cái màu vương miện khác nhau. Bên này thì là màu đỏ, còn con Lip Parfum thì nó đồng màu với cái màu sơn của chai nước hoa. Đây, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Với cá nhân tôi thì về thiết kế này thì tôi biết rằng là nhà Jean Paul Gaultier thì họ cũng làm những cái thiết kế rất là phá cách, đặc biệt là con Uchamel, rồi con Le Beau, Le Ben thì nó đều có một thiết kế body trông rất là sexy. Nhưng mà với riêng thiết kế này thì tôi cảm thấy rằng là nó không phù hợp và nó không được đẹp mắt so với cái gu tôi nhìn cho lắm. Còn về phần màu xịt của hai em thì mình thấy rằng là màu xịt của Lip Parfum ổn hơn. Đấy là cái nhận xét cá nhân tôi về ngoại hình. Còn tôi không biết là mọi người cảm nhận như thế nào về cái hai thiết kế này. Phần chai tôi ok, nhưng mà riêng cái phần nắp thì tôi thấy là làm bị màu mè sặc sỡ quá, nên là tôi không thích. Anh em nào thì nhớ comment ở phía dưới nhá. Chúng ta cùng nhau đi về phần mùi hương. Mình sẽ vừa nói cảm nhận của mình về hai em này, nghĩa là top note ra sao, so với nhau như thế nào, để các bạn có thể dễ dàng hình dung và các bạn có thể dễ dàng đưa lựa chọn nếu như phải mua một trong hai em Scandal và Scandal Lip Parfum. Thì đầu tiên, cái mùi của phiên bản gốc này khi mà mình vừa mới xịt ra một phát thì mình nhận thấy ngay một cái bay mùi rất rất ngọt. Và cái bay mùi này nó rất là quen thuộc. Nếu như các bạn đã ngửi qua những con như kiểu Le Beau thì các bạn thấy là nó có một cái nét gì đó tương đồng. Nó gợi lên một cái nét ngọt theo cái hướng hơi kiểu đồ ăn kiểu caramel, nhưng mà nó không bị cháy mà nó chỉ còn thuần về cái nét ngọt thôi. Ở cái phiên bản gốc này thì mình nhận thấy cái mùi của kiểu cỏ của xô lên khá rõ. Nó làm cho cái mùi hương có phần khá là tươi sáng, thậm chí là mình còn ngửi thấy cả mùi của cam ở trong này. Thì ở cái phiên bản Lip Parfum này, khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó thiếu đi cái nét cỏ, kiểu cái nét hơi thảo mộc một tí so với cái phiên bản gốc mà chỉ có một cái bay mùi ngọt. Nhưng mà cái ngọt của hai em này nhá, ở cái phần top note nó cũng khác nhau. Khi mà ở cái phiên bản gốc thì các bạn nhận thấy là cái nét ngọt nó có hướng hơi milky và nó có cái hướng hơi kiểu bột, không, nó hơi kiểu bết bết và nó bệt ấy. Nó không phải là cái kiểu sữa hẳn mà nó có một cảm giác như thế. Nó kiểu khi mà các bạn pha bột sữa ấy, thì ở phần dưới nó có một cái cảm giác nó hơi bị bệt xuống ở đáy. Thì cái nét ngọt này nó làm cho cái mùi hương top note của mình cảm thấy rằng là ngoài cái nét sáng á, nó có cảm thấy hơi, nó hơi bị lợn cợn một tí và nó làm cho cái mùi hương có phần hơi thô. Nhưng mà mình nghĩ là cái nét thô đấy thì nó sẽ hợp với cái mùi hương của nam. Còn với cái phiên bản này thì cái nét milky mình thấy không lên rõ và cái mùi hương nó có độ đậm và làm mùi có cái xu hướng tối nhiều hơn. Nên là em này thì nó lại có một cái độ mượt. Nhưng mà cái độ mượt này thì có cảm giác rằng nó làm cho cái mùi hương có phần hơi unisex và nữ cũng hoàn toàn có thể xài được. Ở khoảng tầm 15 phút ở trên da thì cái phiên bản gốc nó tỏa khá tốt và dần dần cái nét thảo mộc nó sẽ nhẹ dần đi. Còn với ở phiên bản này thì các bạn đã không nhận thấy sự biến chuyển ở khoảng tầm vừa mới xịt và sau xịt tầm 30 phút thì các bạn nhận thấy rằng nó không quá rõ. Thì với những cái phiên bản mà mình thử của nhà Jean Paul Gaultier gần đây, ví dụ như ở Le Beau, Le Beau Le Parfum, rồi Limeo Lip Parfum và Uchamel, thì những cái phiên bản về sau ra mắt mà ghi là Lip Parfum thì nó có xu hướng là kéo dài cái top note và các bạn nhận thấy là cái sự chuyển biến nó khá là lâu so với những cái phiên bản gốc. Khi mà dry down ở trên da khoảng tầm 4 tiếng thì mình có side by side hai mùi này liên tục để cảm nhận được cái sự khác biệt. Thì với cái phiên bản gốc này mình nhận thấy một điều rằng là mùi hương nó khá sáng nhưng mà cái nét gai góc nó vẫn không được gọt rũa đi. Thường thường với những cái phiên bản khác nhau ấy,
thì mình thấy rằng là cái top nốt về sau nó sẽ được nhẹ dần mà được gọt rũa mềm mại hơn. Nhưng mà không, ở đây cái phiên bản Scandal gốc này nó lại không mang tới cảm giác như vậy, mà nó có cái cảm giác như kiểu là lúc nào cũng là một chàng trai cũng hừng hực. Và cái chàng trai này thì hơi kiểu vụng về, hơi kiểu gọi là chưa có sự tinh tế, nhưng nó lại toát ra được cái sự kiểu năng lượng nhiều. Thì cái top nốt này và kể cả cái về sau thì cái sự gọt rũa nó không được thống nhất, mà mình thấy rằng là nó cứ đều như vậy, và mình ngửi cái cảm giác nó hơi lấn cấn. Còn đối với cái phiên bản Lip Parfum này thì nó mượt ngay từ ban đầu và về sau thì càng ngày nó càng trở nên mềm mại. Thậm chí là mình có cảm giác là như kiểu là một cái áo dài lụa hay là kiểu những cái áo dài cao cấp vậy. Nó rất mềm, mà cảm giác là đây là một kiểu chàng trai tinh tế khéo léo hơn. Ừ, nếu mà để miêu tả mùi hương bằng chàng trai thì hai chàng trai này nó là hai cái độ tuổi rất khác nhau. Một chàng tầm 20 tuổi, còn đây là một chàng tầm 25-27, trải nhiều hơn. Đó. Nhưng nếu như các bạn chỉ cần ngửi thoáng qua thôi thì các bạn sẽ rất là khó để có thể nhận biết được đâu là Scandal Lip Parfum và đâu là bản gốc. Đấy là cái điều mà mình để ý là mình xịt ở tay, và thỉnh thoảng mình đang kiểu ngửi thấy nhưng mình đang không biết đó là phiên bản nào, mình phải đưa sát lên thì mình mới nhận ra được. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cái việc là tí nữa lựa chọn ra sao và lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp. Đó là về phần mùi. Thế thì về cái phần độ tuổi và cái phần phong cách như thế nào, thì như những cái thông tin mà mình vừa mới đưa, thì đối với mình Scandal phiên bản gốc này nó sẽ phù hợp với những bạn nam tầm ngoài 20 tuổi, thích một cái vai mùi siêu ngọt là các bạn hoàn toàn có thể xịt được. Bạn thích Lerbo rồi thì các bạn có thể trải nghiệm qua em này. Cái nét Milky chỉ đơn giản rằng là các bạn thay cái nét của dừa ở phiên bản Lerbo bằng cái nét của Caramel và là các bạn đã nhận được cái phiên bản Scandal này. Còn đối với cái phiên bản này thì mình không thấy cái nét Milky quá nhiều, nhưng mà vẫn cả cái bay mùi ngọt của độ tonka cùng với những cái nét hương ấm khác để tạo nên một cái mùi hương kiểu rất là bảnh bao, rất là kiểu sành điệu. Đó, thì hai em này nó có một cái độ ngọt khá là nhiều so với cái thang điểm ngọt tầm 5 điểm. Ví dụ các bạn ngửi qua vài con, nó mức độ ngọt trung bình như kiểu YDP thì mình đánh giá là ở mức độ tầm giữa, tầm 5/10. Thì những con này nó phải rơi vào khoảng tầm 7-8/10. Thế nên là các bạn nên cân nhắc về cái việc lựa chọn những em này vào những cái ngày mà trời nó hơi nắng nóng một tí. Mình khuyên đó là những ngày mùa đông, hoặc là nếu mà các bạn đi chơi buổi tối những ngày trời mát mẻ mùa hè thì các bạn nó cần ở trong một cái nhiệt độ chắc là trung bình tầm 25 độ thì các bạn mới có thể xài được. Vậy thì cái phong cách hai mùi hương này mang lại nó sẽ cụ thể như thế nào? Đối với mình, Scandal nó là một anh chàng, nó giống như kiểu là Dior Sauvage đi thu hút, nhưng mà anh chàng ở đây thì trẻ trung hơn, không phải là những cái bộ siêu đồ đen, mà anh chàng ở đây có thể mix rất nhiều màu sắc với nhau. Có thể đó là những cái chiếc áo bomber, những cái quần sáng màu, đi những cái đôi gọi là sneaker, đi những cái đôi boot kiểu sáng màu hay là Timber các kiểu, thì các bạn có thể xịt được mùi hương này. Anh chàng này rất là trẻ trung, rất là năng động và lúc nào cũng trong một trạng thái đó là đầu tóc vuốt rất bảnh bao. Còn đối với cái phiên bản Lip Parfum này thì cái độ tuổi nó được kéo hơn, cái sự biến chuyển cũng như là về cái phần mùi nó không có cái độ tỏa tốt như là với cái phiên bản này. Em này thì rất là hợp với cái phong cách của Binzet, một cái phong cách bảnh bao ăn chơi nhưng mà nó lại không bị kiểu quá trẻ trâu, mà Binzet vẫn thường xuyên xuất hiện với những bộ vest nhưng mà rất là màu sắc. Thì đó, tôi nghĩ rằng là Binzet chắc là hợp với phiên bản này. Thế thì về quan điểm, đây là góc nhìn cá nhân của mình về hai cái mùi hương này. Thực ra hai mùi hương này nó đã hot một thời gian khá là lâu rồi, đặc biệt là cái phiên bản gốc này. Năm ngoái thì ở trên thị trường Việt Nam nó cũng khen là kiểu ngọt rồi, xong rồi kiểu đây là double ngọt. Thì để làm gì? Để thu hút, để hút gái hơn. Những cái cụm từ như là bad boy, sharp boy thì nó thường được gắn liền với những sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Nhưng mà tại sao mình vẫn không làm? Tại vì thực sự là đối với mình thấy rằng là cái phản hồi của những người ở trên thế giới cũng như là ở thị trường Việt Nam, và mình nhìn cái phần nốt, mình cảm thấy là nó không có điều gì quá đặc biệt. Hiện tại với mình, những cái phiên bản flanker gần đây hay là gọi là những cái sản phẩm mới ra mắt của nhà Jean Paul Gaultier thì
mình vẫn thích Le Beau Le Parfum hơn. Đó là một chai mình đánh giá là nó cải thiện về phần mùi hương, là có chiều sâu hơn, thậm chí là nó có thể gọi là tiếp cận đến cái mức độ là nước hoa nít với mức độ bám tỏa cực kỳ khủng. Còn với mình thì hai phiên bản này nó là hai phiên bản cảm giác là nó ra để nó chạy theo cái deadline. Với mình thì hai em này với mình không hề có một cái chút ấn tượng nào, mặc dù là thiết kế thì trông cũng rất là màu mè, nhưng mà mình cảm thấy rằng là khi mình xịt con này mình vẫn nhận thấy một cái nét nào đó của nhà Jean Paul Gaultier, thậm chí là Le Beau ở trong chai nước hoa phiên bản gốc ấy rất nhiều. Với phiên bản này thì có vẻ đỡ hơn và nó phù hợp với độ tuổi của mình hơn. Và có một điều nữa, đó là hai con Scandal này thì bám tỏa rất kinh khủng. Ở trên da mình xịt từ khoảng tầm 10 giờ sáng cho đến bây giờ là khoảng tầm 7 rưỡi tối mà mình đã tắm rồi, thì hai mùi hương nó vẫn ở trên da. Thực ra thì hai cái phiên bản này thì độ tỏa của phiên bản gốc nó tốt hơn, còn đối với cái độ lưu hương thì hai con xem nhau nhá. Đây là cái điều quan trọng, nhiều người mình nghĩ rằng là clip parfum thì phải bảo bán tốt hơn, nhưng không, hai con là xem nhau, còn độ tỏa thì mình thấy cái phiên bản gốc này tỏa tốt hơn. Vậy thì các bạn nên lựa chọn phiên bản nào trong hai phiên bản này, và nếu như mua thì có cần mua cả hai không? Thì câu trả lời rằng không cần mua cả hai làm gì cả. Nếu như các bạn xịt để gây ấn tượng với người khác thì với cá nhân mình, hai bản ngửi thoáng qua đều như nhau. Còn bạn cảm nhận được cái mùi hương có sự mượt mà phù hợp với cái độ tuổi như mình đã nêu ở phía trên thì các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phiên bản này. Em này mượt mà hơn, nhưng mà với cái độ tỏa hơi tốt thì phiên bản này là một cái phiên bản tốt. Các bạn chỉ cần so sánh những cái mục mà mình đã đưa ra và cân nhắc về cái phần giá. Nếu như mình chọn thì mình sẽ lựa chọn phiên bản này, nó sẽ phù hợp với cái phong cách của mình và cái việc là thể hiện mùi hương cho người khác như thế nào. Thì với mình chỉ cần mùi hương này là đủ. Còn với mọi người thì nó phụ thuộc vào cái độ tuổi và với cái cách tiếp cận của mọi người với mùi hương ra sao. Với mình thì mình chọn em này, còn các bạn trẻ hơn, các bạn hoàn toàn có thể chọn em này, bám tỏa tốt hơn và nó có thể gây được ấn tượng khá là tốt với một cái độ ngọt rất là trẻ trung. Thế nên nó là tùy lựa chọn của mỗi người. Còn các bạn thấy hai mùi hương này như thế nào, các bạn đã thử hay chưa, thì rất là mong các bạn có thể bình luận chia sẻ ở phía dưới. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn muốn mình làm thêm những con gì nó đang hot hot, thì mình sẽ liên hệ một vài bên để xin tài trợ. Và nhớ like, share cũng như ấm nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.